Số báo danh 71. Cặp đôi mang số báo danh 71 đến từ Thái Lan vừa hoàn thành phần thi Mỹ Latin một điệu đơn Paso Doble. Và cặp đôi này cũng là cặp đôi đã giành được vị trí thứ 3 ở nội dung Mỹ Latin một điệu đơn Cha Cha Cha. Xin mời đôi vận động viên lưu lại giữa sàn thi đấu và cùng chờ điểm. Liệu rằng ở phần thi Mỹ Latin một điệu đơn Paso Doble, cặp đôi mang số báo danh 71 có thể cải thiện được thứ hạng của mình hay không? Tổng điểm 32,15. Một con số rất ấn tượng đến cho cặp đôi của Thái Lan. The last couple in the Paso Doble event, number 52. Và đôi vận động viên cuối cùng trong điệu nhảy Paso Doble.